Xin giao lưu anh em tác phẩm Dúi Hoàng Anh Mộc nha anh em. Tác phẩm Dúi Hoàng Anh Mộc. Tay cành rất đẹp nha. Co hoành quánh hết. Hoành ngang cái vị trí này là 160 nha anh em. Và chiều cao của nó là 140. Nàng 4 người khiêng nha anh em. Nàng 4 người khiêng. Một phôi rợ dúi Hoàng Anh Mộc nha anh em, rất đẹp nha anh em nha. Bốn người khiêng nặng nha anh em. Tay cành đẹp. Cái này nó hai thân, cái thân này anh em đỡ mai mốt bắt cá chốt. Ở ngồi to lắm nha anh em, đặt lên cái chậu 85m2 lục lông nè. Quá đẹp anh em ơi. Một phôi dúi Hoàng Anh Mộc. Đường thân bề cốt rất là nạc nha anh em. Cốt nó quằn hết rồi. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em hết nha.